có một người bạn mới có thích khu vườn này không? Vâng, chúng con thích nó, thưa ngài. Adam, ta muốn nói với con một điều. Tất cả trái cây trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái cây trong đất điều thiện, điều ác thì ngươi không được ăn. Vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ chết. Thưa ngài, con không bao giờ ăn nó. Con xin thề, không bao giờ. Adam, ta không bao giờ bỏ rơi hai con, nhưng các con
thì được nhuận ta hơn. Còn từ nay, thiên thần mới thấy hương lửa sẽ tránh các khu vườn này cả ngày lẫn đêm, cho đến khi ý định của ta được kịp phần. Chối bỏ và chém chích nhau, lòng ghen tương đố kỵ, tính cách